Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Năm mươi trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. Ajax chính thức đồng ý cho Anthony tới MU. Chữ ký 50 triệu chính thức đồng ý tới MU. Chìa khóa giúp MU đánh bại Liverpool và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ajax chính thức đồng ý cho Anthony tới MU. Ngôi sao thủ biên chế Chelsea, Hakim Ziyech vừa đăng tải tấm ảnh khoác áo Ajax lên trang cá nhân của mình đây là động thái nhằm tuyên bố anh chuẩn bị trở lại mái nhà xưa. Việc cầu thủ người Maroc quay trở về Ajax có thể được coi như bước mở đường để Anthony, ngôi sao đang được MU theo đuổi sát sao trên thị trường chuyển nhượng cập bến sân Old Trafford. MU cũng đang sẵn sàng chi tới 100 triệu euro cho Anthony của Ajax. Được biết, bản thân cầu thủ người Brazil cũng muốn gia nhập sân Old Trafford khi anh liên tục gây sức ép lên ban lãnh đạo câu lạc bộ chủ quản bằng cách bỏ tập. Anthony cũng có thêm động thái cho thấy anh đang làm tất cả để cập bến Old Trafford. Cụ thể anh trai và cũng là người đại diện của Anthony đã đăng tải lên mạng xã hội hai anh em đang cổ vũ cho MU đấu Liverpool. De Jong chính thức lên tiếng chốt tương lai. Cụ thể, theo Daily Express cho hay, De Jong muốn làm rõ vấn đề đội chủ sân Cam Nou để tìm tiếng nói chung. Ưu tiên hàng đầu của chân sút sinh năm 1997 là ở lại Bắc Gia để chơi bóng. Tuy nhiên, việc này buộc De Jong phải giảm lương và anh không muốn phải chịu đựng điều này. Nguồn tin trên cũng cho biết De Jong và MU chắc chắn sẽ không thuộc về nhau, mặc dù quỷ đỏ đã tốn cả mùa hè để tìm cách đưa cựu sao Ajax tái ngộ với ông Ten Hag. Thay vào đó, điểm đến của De Jong nhiều khả năng sẽ là Chelsea, đội bóng cũng rất muốn có được chữ ký của cầu thủ 25 tuổi. Khi chuyển nhượng hè sẽ chỉ còn một tuần nữa là khép lại và ngày hôm nay sẽ là thời điểm mà De Jong và Bắc gia đưa ra phương án cuối cùng của mình. Về phần MU, có lẽ họ cũng thử hiểu rằng không thể chiêu mộ được tuyển thủ Hà Lan ở ngay hè này. Vì vậy, Casemiro đã xuất hiện như một phương án đầy chất lượng thế chỗ vị trí của đề dòng trong hệ thống chiến thuật của Ten Hag. Tidia Malaysia, bàn hợp đồng mang dòng máu quỷ của Ten Hag. MU có 3 điểm đầu tay không thể ngọt ngào hơn, họ chấm dứt cuộc khủng hoảng sau hai trận thua bằng cách đánh bại đại kình địch lớn nhất của câu lạc bộ là Liverpool. Eric Ten Hag thực hiện một loạt sự thay đổi, tân binh Tidia Malaysia đá chính ngay từ đầu, thay thế lúc do so ở vị trí hậu vệ trái dù phải đối mặt với bộ đôi Mohamed Salah và Chen Alexander Agnol, tuy nhiên hậu vệ người Hà Lan vẫn có ngày thi đấu chói sáng. Theo thống kê từ Star Monday, Malaysia có 41 lần chạm bóng, 6 lần tranh chấp tay đôi trên sân thành công, 8 lần tắc bóng, 3 lần thu hồi bóng, 3 lần phá bóng và 1 lần đánh chặn. Tỷ lệ truyền và truyền dài chính xác của ngôi sao 23 tuổi lần lượt là 93% và 1%. Phút 68 của trận đấu tuy trong một pha truy cản trên Alexander Agno, Malaysia phá hụt bóng. Tuy nhiên, hậu vệ người Hà Lan lập tức bật dậy, đuổi theo và phá bóng ra ngoài đường biên nhằm giúp đội nhà tránh một quả phạt góc. Malaysia cho thấy anh đang mang trong mình dòng máu quỷ thực thụ dù chỉ vừa gia nhập MU chưa lâu. Ten Hag nói thẳng lý do loại mắc quay, chọn Varane. Chia sẻ với cảnh báo chí, Ten Hag cho biết lý do đằng sau quyết định của mình Varane là một cầu thủ rất kinh nghiệm, cậu ấy đã giành chiến thắng ở mọi cấp độ. Varane sẽ mang lại tính kết nối cần thiết cho hàng hậu vệ. Chúng tôi muốn có sự nhanh nhẹn, cơ động ở trung tâm hàng phòng ngự. Thực tế chứng minh, lựa chọn nhân sự của Ten Hag đã phát huy hiệu quả. Varane cho thấy sự ăn ý, kết hợp tuyệt vời với Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự MU. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú nơi cầu thủ người Pháp mang đến sự bổ sung cần thiết cho đội nhà. Bên cạnh đó, cựu sao Real Madrid cũng chứng minh khả năng dẫn dắt hàng thủ MU. Chiến thắng trước Liverpool đã đưa ra gợi ý đắt giá cho Ten Hag. Ran Martinez, bộ đôi này nhiều khả năng trở thành cặp trung vệ số 1 của MU mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, Ten Hag cũng đi nước cờ táo bạo khi trao niềm tin cho tân binh Tiram ở hành lang trái MU. Hậu vệ người Hà Lan đã thay thế hoàn hảo vị trí để lại của lúc sau. Ba dấu ấn đậm nét giúp MU hạ đẹp Liverpool. Erik Ten Hag bước vào cuộc đối đầu với Liverpool ở vòng 3 ngoài hạng Anh với tâm thế quyết tử. Bởi vậy, Ten Hag đã có sự chuẩn bị rất kỹ với những quyết định táo bạo và ông đã thành công. Điều đầu tiên cần được nhắc tới là việc sử dụng cầu thủ chính xác. Ronaldo và Maguire đều bị đẩy lên ghế dự bị. Một người là đội trưởng của đội bóng, còn một người là quyền thoại và cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho câu lạc bộ ở mùa trước. Không phải ai cũng dám làm điều đó, nhất là trong trận đấu quan trọng như vậy, nhưng Ten Hag dám. Varane ngay lập tức chứng minh quyết định của ông thầy người Hà Lan là đúng khi là cầu thủ có nhiều pha giải nguy nhất trận đấu. Chơi bên cạnh Varane, Lisandro Martinez phát huy được đầy đủ điểm mạnh với lối chơi đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất tỉnh táo. Một người bọc lót tốt, một người cản phá tốt, đề gai trong khung thành cũng yên tâm hơn hẳn. Trong khi đó, Ronaldo đã quá giả để chơi pressing tầm cao ngay từ đầu. Bởi vậy, bộ ba xuất phát trên hàng công là Elanga, Radford và Sancho. Bộ ba này rất tích cực trong việc tranh bóng ngay trên phần sân đối phương và đó là điều Ten Hag cần. Một sự thay đổi nhân sự khác cũng rất đáng chú ý của Ten Hag là Malaysia thay lúc do. Hậu vệ cánh người Hà Lan đã bỏ tối sala trong suốt cả trận đấu. Trong những lần đấu gần đây, tiền đạo người Ai Cập luôn tỏa sáng nhờ việc chiến thắng dễ dàng lúc do, nhưng trận đấu này đã khác. Điểm nhấn thứ hai của Ten Hag trong trận đấu này là biết đánh vào điểm yếu của đối phương. Ông thấy người Hà Lan đã chỉ đạo các hậu trò tấn công nhiều vào cánh do Jean Alexander Akno chấn thủ, đây chính là mắt xích yếu nhất của Liverpool trong trận đấu này hậu vệ cánh người anh theo kèm hời hợt và để malaysia thoát đi trong tình huống mở tỷ số của sancho arno thậm chí còn chẳng thèm chạy về phòng thủ trong pha bóng radvot nâng tỷ số trong khi đối phương đang tấn công vào cánh do mình chấn giữ điểm nhấn thứ ba của Ten Hag là sự tinh tế trong việc thay cầu thủ ông thầy người hà lan biết chắc chắn Liverpool sẽ dồn lên ngay đầu hiệp hai và đó là cơ hội để mu phản công bởi vậy ông thay elan gaza và đưa matian chứ không phải ronaldo Tiền đạo người Pháp có khả năng xử lý bóng mềm mại hơn và chính là người kiến tạo cho Rashford ghi bàn. Việc đưa Van der Beek, Wan-Bissaka và Ronaldo vào sân trong những phút cuối trận cũng là quyết định hợp lý của Ten Hag. Thời điểm ấy Liverpool đang hưng phấn và MU cần phải chậm nhịp lại. Van der Beek và Wan-Bissaka cũng là những sự bổ sung tốt cho việc phòng ngự của Quỷ Đỏ. Cần phải nói rằng Liverpool chơi dưới sức nhưng không thể phủ nhận rằng Ten Hag đã có những quyết định chính xác giúp MU giành chiến thắng. Vừa đến MU, Casemiro đã phải nhận lời cảnh báo với đồng đội mới. Sau trận thắng 2-1 của MU trước Liver, huyền thoại Roy Keane đã gửi lời cảnh báo cho Casemiro khi đến Old Trafford. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, tân binh Casemiro đã có mặt và xuống sân Old Trafford ra mắt và chúc mừng thắng lợi của MU. Nói về Casemiro, huyền thoại MU Roy Keane đã có những lời cảnh báo cụ thể cho cầu thủ này như sau. Roy Keane chia sẻ với Kai Sports, anh ấy đang có một sự khởi đầu được coi là tạm ổn khi chứng kiến MU đánh bại Liverpool nhưng quỷ Đạo vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Vấn đề ở chỗ dù cầu thủ giỏi đến đâu, thì khi tới MU người đó cũng sẽ phải đối mặt với một vòng thay đổi tồi tệ. Nên nhớ thời điểm 1-2 năm vừa qua đã có lúc MU xuống tinh thần trầm trọng làm cho họ trở thành một nhóm cầu thủ thiếu đi sự nhiệt huyết. Ngoài những lời cảnh báo, cựu cầu thủ MU cũng cho biết thêm, anh ấy là một bản hợp đồng chất lượng, quỷ Đạo đã bỏ ra rất nhiều tiền để mang về một cầu thủ đã 30 tuổi và ký hợp đồng dài hạn nhưng đẳng cấp của Casemiro là điều không cần phải bàn cãi. Việc Casemiro về Old Trafford rõ ràng là một sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa không mấy ổn định với McTominay và Fed. Đồng thời, cựu cầu thủ Ryan có khả năng tác động không nhỏ tới tương lai của Ronaldo ở MU, bởi cả hai từng có quãng thời gian thi đấu và ăn ý như thế nào khi còn ở Becknanville. Ngoài ra, Ronaldo cũng đã từng công khai mong muốn ban lãnh đạo MU nên bổ sung những tân binh chất lượng trong lúc siêu sao Bồ Đào Nha có ý định rời đi. Cho đến hiện tại, mọi chuyện đang theo đồng ý của tiền đạo 37 tuổi và không loại trừ khả năng anh sẽ ở lại Old Trafford. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!